Xác định trong ngày diễn ra lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2021 sẽ thu hút đông đảo du khách thập phương về tham dự. Để tránh ùn tắc khi tham gia giao thông, công tác chuẩn bị các bãi đỗ xe đã được ban tổ chức quan tâm, chú trọng. Theo đó, ban tổ chức đã bố trí 4 bãi đỗ xe, trong đó 3 bãi được bố trí từ ngã ba Gành Thác đến trạm Công an Đinh Lê. Còn bãi đỗ xe dành cho nhân dân đến tham quan sẽ được bố trí tại bãi đỗ xe của động Am Tiên. Để thuận tiện cho việc di chuyển tránh ùn tắc, sau khi đến bãi đỗ xe của khu vực động Am Tiên, ban tổ chức sẽ bố trí xe điện để đưa nhân dân và du khách đến nơi tổ chức lễ khai mạc và ngược lại. Cái việc trông giữ xe thì nó nằm trong cái phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đấy, cái việc nữa là giao cho tham mưu cho ủy ban huyện, giao cho ủy ban xã Trường Yên thành lập những cái điểm trông giữ xe đảm bảo cái việc là giữ gìn trật tự an toàn giao thông, và chúng tôi tin tưởng rằng là cái việc mà các bãi giữ xe sẽ đảm bảo được cái nhu cầu nhân dân đến tham gia lễ hội. Để đảm bảo an toàn giao thông, ban tổ chức đã xây dựng phương án phân luồng giao thông tại các chốt, các tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm, nơi tổ chức lễ khai mạc để tránh ùn tắc trong đêm khai mạc. Đối với khách du lịch khi đến tham dự lễ khai mạc và các hoạt động của lễ hội, cần tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông để tham gia giao thông được thuận lợi, an toàn.